Em quan điểm như thế nào về việc sống thử trước hôn nhân? Em thì em suy nghĩ về này chị, nếu mà em là đặt vị trí của một người phụ nữ á, qua cái cuộc sống mà em sống với mẹ em từ nhỏ tới giờ á, thì em nghĩ á, nếu mà cuộc đời này tất cả đàn ông là đều làm những cái món ăn ngon ở trên một cái bàn buffet mà một người phụ nữ chọn á, thì sao mà qua ánh mắt họ biết được bên trong nó có thật sự là phù hợp với mình hay không, thì tại sao mình không thử tất cả các món rồi sau đó mình lại chọn cái món mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Ok, cũng em suy nghĩ như vậy. Có nghĩa là cái chuyện đó là bình thường, còn hơn là lấy nhau về không dạ, hợp. Dạ đúng rồi chị. Tại vì em nghĩ kiểu như là tại sao mình phải đánh đổi cả cuộc đời vì một người đàn ông, lỡ ví dụ như lỡ có con có đồ giống như mẹ em rồi nó. Còn bạn gái thì sao? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ thì đối với em thì em hiện tại thì cũng không phải quá hiện đại, nhưng mà em cũng có thể sống thử, nhưng mà với một điều kiện là cái người đó là người mình phải xác định là đi đến có cái chiều hướng là lâu dài thì em mới chấp nhận cái việc đó, việc sống thử. Em cũng rất là ủng hộ cái việc gọi là mình phải nên sống thử một thời gian trước khi hôn nhân. Trong những cái thời gian mà mình tìm hiểu lẫn nhau thì mình cũng không thể nào mà mình hiểu hết được cái đối phương được, cho nên là cái khoảng thời gian mà ở chung thì mình mới có thể thấu hiểu hơn và biết được là những cái tính xấu của người ta. Cái lúc đó thì những cái tính xấu tính của người ta mới xô ra thì mình mới biết được, và mình có chấp nhận được hay không thì mình mới có tính ra được cái tương lai. Lúc em chia sẻ là bên đây kia nó giơ tay nó lai lai vậy nè,